tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng 28 tháng 3, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Hồ Quốc Đạt 27 tuổi, ngụ xã Bình Thành Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã điều tra về hành vi điều khiển ô tô vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, tối 25 tháng 3, Đạt nhậu với nhóm bạn tại nhà. Sau khi nhậu, Đạt lái ô tô 7 chỗ chở theo NHT 27 tuổi và HVB 43 tuổi, ngụ cùng địa phương, chạy trên đường nông thôn. Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Thành Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, ô tô này va chạm với xe máy chở NTQ 43 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và CTV 32 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ, còn xe máy và ô tô hư hỏng nhiều. Trước đó, một video có thời lượng 10 giây, ghi lại thời gian lúc 23 giờ 31 phút ngày 25 tháng 3 được lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh xe ô tô chạy với tốc độ cao, đánh lái sát vào vách hàng rào và văng ra rồi chạy tiếp. Thông tin mạng xã hội cho rằng, do bức xúc vì mất chó nên chủ xe đã dùng ô tô đâm hai người trộm chó. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính thức vì cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra. Tại hiện trường là hình ảnh hai người đàn ông, một người đang bị treo trên hàng rào, người còn lại nằm sấp dưới đất và xung quanh là những con chó đang trong tình trạng nằm im bất động. Ô tô gây tai nạn nằm lật ngược, văng xa hàng chục mét. Mới đây, đại diện xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương cho biết, cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh làm rõ đối tượng có dấu hiệu hành hung nữ nhân viên quán cà phê trên địa bàn. Lãnh đạo công an huyện Thanh Hà thông tin, chúng tôi đã triệu tập người đàn ông liên quan đến sự việc về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm. Thông tin ban đầu, người này tên là PVC, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà. Trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc trên xảy ra tại quán cà phê trên địa bàn huyện Thanh Hà. Thời gian hiển thị trên đoạn video này là 18 giờ 45 phút ngày 26 tháng 3 theo nội dung đoạn clip một nhóm khách hàng đi vào thang máy trong tòa nhà của quán cà phê trong lúc đi vào thang máy một người đàn ông nghi có hành vi sàm sở nữ nhân viên đang đứng bên ngoài thang máy để hướng dẫn khách bước vào thang máy thời điểm này trong thang máy có nhiều người bất ngờ người đàn ông mặc áo phông kẻ đỏ pha màu đen và màu trắng đã lao tới ôm nữ nhân viên có hành động nhạy cảm nghi sàm sở khi nữ nhân viên phản kháng, người đàn ông mới bỏ tay ra khỏi người nữ nhân viên và bước vào trong thang máy. Vẫn theo camera giám sát ghi lại, vào lúc 18 giờ 45 phút cùng ngày, đoàn khách rời khỏi quán cà phê Ira thuộc tòa nhà Hương Vân, người đàn ông được xác định là PVC, được một người bạn chở về bằng xe máy. Lúc này, nữ nhân viên đã chạy theo và dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh của PVC. Thấy vậy, PVC đã xuống xe máy, quay lại đuổi theo nữ nhân viên. Nữ nhân viên chạy vào đến cửa quán cà phê thì bị PVC liên tục chỉ tay vào mặt, đá vào người, tát vào mặt. Chỉ đến khi được bảo vệ của tòa nhà Hương Vân cùng với người bạn đi ăn cùng ngăn cản, PVC mới lên xe máy và bỏ đi. Đoạn clip được chia sẻ nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Dư luận đều tỏ ra bất bình trước hành vi của người đàn ông kia và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh, sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27 tháng 3 năm 2024. Trước đó ngày 19 tháng 3 năm 2024 Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Nguyễn Hoàng Đê, sinh năm 2010, trú tại quận Long Biên, về việc em Đê khi đang chơi tại sân bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên thì bị đánh gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 108. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định Khoảng 15 giờ 10 ngày 17 tháng 3, TVK cùng ông nội là Trương Văn V, 74 tuổi, ở tại phường Việt Hưng, đến chơi tại khu vực sân Bát Giác trong khuôn viên đình Lệ Mật. Cùng thời điểm này, cháu Nguyễn Hoàng Đê cùng một số bạn cũng chơi bóng rổ tại đây. Trong quá trình chơi, giữa Đê và K xảy ra mâu thuẫn, D đã dùng tay tát vào mặt K. Sau khi bị Đê đánh, K về nhà nhờ anh ruột là Minh đến giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi bộ ra khu sân Bát Giác, Minh và em trai gặp bố đẻ là ông Tâm đang đi xe máy trên đường. Gặp hai con, ông Tâm hỏi đi đâu thì ca kể lại sự việc bị bạn đánh, sau đó ông Tâm chở hai con ra khu vực sân bát giác để xem ai đánh con mình. Khi đến nơi, ông Tâm thấy bố đẻ là ông V đang ngồi trong sân thì bảo hai con trai xuống xe, đi bộ vào trong sân gặp ông nội để giải quyết sự việc. Ông Tâm sau đó đã điều khiển xe máy đi về. Minh và em trai đi bộ vào trong sân bát giác rồi đi ra chỗ nhóm của D đang chơi. Lúc này Minh hỏi thằng nào đánh em tao, và ca dùng tay chỉ về phía D đang đứng. Thấy vậy, Minh tiến lại phía D, dùng tay trái túm cổ áo, tay phải đấm một phát vào vùng má trái, khiến D xoay một vòng, ngã đập gáy xuống nền sân. Sau đó Minh tiếp tục túm cổ áo D và yêu cầu xin lỗi em trai mình. D ngồi dậy không nói gì, sau đó bị choáng ngã ra đất. Về phần ông Tâm, trên đường lái xe về, thấy Minh đấm D thì đã quay xe lại rồi đi bộ đến chỗ D và con trai mình. Thấy D có biểu hiện choáng váng. Ông Tâm nói với Minh không được đánh nữa, đồng thời nói đê lần sau nếu còn đánh em, chú sẽ về bảo bố mẹ xử lý. Minh không đánh đê nữa, ông Tâm lái xe máy chở hai con trai về nhà. Sau đó, do sốt ruột vì việc đê bị choáng nên ông Tâm vòng xe quay trở lại khu vực sân bát giác. Thấy đê có biểu hiện choáng tái mặt, ông Tâm đã cùng người dân đưa cháu vào Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định đê bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Sau nhiều ngày điều trị, đến nay, theo nguyện vọng gia đình, em Đê đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ gần quê nhà để chạy máy. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tổ chức điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật của M sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, một số báo chí trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an, ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan, tác động xấu đến dư luận xã hội. Công an thành phố Hà Nội đề nghị báo chí, người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận. Các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh, 47 tuổi, ngụ xã An Ninh Đồng, huyện Đức Hòa về tội giết người. Thanh là đối tượng cầm lái chiếc xe bán tải cố tình tông thẳng và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và hai người dân thiệt mạng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Nguyễn Văn Thành đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp điều khiển phương tiện cố ý gây tai nạn. Bị cáo có nhiều tình tiết định khung của tội sát hại người, mặc dù có tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo không thể cải tạo nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh tử hình đồng thời bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại hơn 2,5 tỷ đồng theo cáo trạng giữa tháng 4 năm 2023 một người đàn ông tại huyện Đức Hòa thuê Nguyễn Văn Thanh trở thuốc lá ngoại nhập lậu đối tượng Thanh đã nhận lời dù đang trong thời gian chờ đưa đi cai nghiện bắt buộc Chiều ngày 21 tháng 4 năm 2023, Lê Thành Nghĩa, 35 tuổi, là cháu ruột của Thanh, mang theo túi ni lông màu đen, nhờ Thanh trở đến huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và trả cho Thanh 4 triệu đồng tiền công. Trên đường đi, Nghĩa đề nghị Thanh dừng xe ven đường và lấy ma túy đá ra rủ Thanh cùng sử dụng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang chở Nghĩa lưu thông trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Thanh phát hiện phía trước có đông phương tiện và có cảnh sát giao thông, nên giảm tốc độ, hạ cửa kính quan sát. Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào cùng một cán bộ cảnh sát giao thông, công an huyện Đức Hòa đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn cách xe bán tải của Thanh khoảng 3-4 mét. Phía trước còn có một xe ba gác cùng hai xe máy đang chắn giữa đường do không có giấy phép lái xe, lại vừa sử dụng chất cấm, sợ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Thanh đã đạp ga tông thẳng vào lực lượng chức năng cùng phương tiện người dân. Vụ việc khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hảo, anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn 29 tuổi và bà Phan Thị Kim Thanh 50 tuổi là hai người đi đường mất mạng. Chiếc xe của Thanh tiếp tục chạy được hơn 10 mét thì tông vào trụ điện, bị lật ngang. Cảnh sát sau đó phá cửa xe, khống chế Thanh Nghĩa Công an tỉnh Long An sau đó khởi tố bắt giam thanh để điều tra hành vi giết người. Bốn người khác cũng bị điều tra về hành vi vận chuyển tàng trữ mua bán trái phép chất cấm. Sau vụ việc, Bộ Công an quyết định thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào. Trung tá Hào cũng được truy tặng bằng Tổ quốc ghi công.